Hello, xin chào các bạn và chúng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cái mẹo nho nhỏ trong quá trình mà các bạn nuôi hamster nha. Thì hai cái mẹo này thì mình nghĩ là các bạn sẽ cần dùng đến trong suốt một khoảng thời gian dài mà các bạn nuôi hamster. Thì hai cái mẹo này thì có thể là có nhiều bạn biết rồi, nhưng mà mình thấy là đa số là các bạn chưa có biết. Đấy, các bạn hỏi mình rất là nhiều ở trong cái phần tin nhắn Facebook của đó, các bạn hay hỏi mình. Cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ hai cái mẹo này để cho các bạn có thể áp dụng, nếu như mà các bạn đang gặp trường hợp đó thì các bạn có thể áp dụng vào để mà nuôi hamster nó ok hơn nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính luôn. Và cái mẹo đầu tiên mà mình muốn chia sẻ cho các bạn là cái cách mà các bạn có thể bắt được những con chuột hamster hung dữ. Đó. Hamster hung dữ thường là cái dòng Campbell, là nó sẽ rất là hung các bạn. Mà lấy tay không các bạn bắt nó thì chắc chắn nó sẽ cắn tay của bạn, dẫn đến là chảy máu rồi các thứ kiểu. Đấy, vì thế là mình sẽ chia sẻ một cái mẹo nhỏ cho các bạn để mà các bạn bắt được cái con hamster Campbell. Đấy, hoặc là những cái con chuột nào mà tính tình nó hung dữ, chẳng hạn những dòng Winter Wild hoặc là Robo hoặc là Bia, vẫn có những con chuột tính tình nó hung dữ nha, chứ không phải là chỉ có Campbell mới hung dữ nha các bạn. Đấy, Campbell là cái dòng mà đa số là những con chuột nó hung dữ là nhiều nhất, là cái dòng Campbell. Còn Winter Wild hoặc là Robo vẫn có một số cá thể nó hung dữ. Vì thế là mình chia sẻ cách này các bạn áp dụng chung cho tất cả các dòng hamster luôn, để các bạn có thể để con chuột của bạn lên tay và các bạn chơi với nó để cho nó thân thiện với mình hơn. Đấy, nó đỡ hung dữ hơn. Rồi, và cái mẹo thứ hai là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn thay chuồng cho hamster nó đang nuôi con nha. Hamster đang nuôi con thì cái thay chuồng nó sẽ khác một tí nha các bạn. Còn những cái con chuột này thì thay bình thường, các bạn cứ bắt con chuột ra và thay con cưa mới, chén thức ăn mới bình thường. Còn đối với con hamster mẹ mà nó đang nuôi con á, mà các bạn thay chuồng mà các bạn thay hết á, thì nó sẽ động tổ của cái con chuột mẹ. Vì thế là các bạn phải thay khéo một tí, thì mình sẽ hướng dẫn trong video này luôn. Thì cái cách thay chuồng này á, là theo mình nghĩ ra thôi. Đấy, chứ không có theo công thức gì hết. Vì thế là có thể đúng và có thể sai. Vì thế là các bạn tham khảo cái video này của mình. Nếu như thấy hợp lý thì các bạn áp dụng để mà thay chuồng. Tại vì mình thấy có nhiều bạn mà chuột nó đẻ, rồi các bạn chưa kịp thay chuồng, những đánh chuồng mà cái lót mùng cưa rồi nó dơ á. Cho nên là mình sẽ chia sẻ trong video này. Và các bạn nào đang gặp trường hợp đó thì các bạn có thể áp dụng theo luôn. Và đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn bắt con chuột Campbell hoặc là những con chuột hung dữ khác nha. Sẵn tiện ở đây mình nói luôn là tại sao những con chuột mà khi mà bắt á, nó hung dữ. Hung dữ thứ nhất là do tính tình của nó. Thứ hai là do dòng. Dòng thì mình đã nói rất là nhiều rồi. Dòng Campbell thì đa số là những con chuột có rất là hung dữ. Nhưng vẫn có một số cá thể ít thì tính tình nó cũng hiền nha, chứ không phải là Campbell con nào cũng dữ hết. Rồi, còn về cái điều kiện thứ ba đó là về môi trường các bạn nuôi. Nếu như mà các bạn nuôi nó mà không cho nó ăn đầy đủ, hoặc là sau đó nó cảm thấy nó bị stress á, thì cái tính tình nó sẽ rất là hung dữ. Hoặc là các bạn nuôi nó mà gọi là chơi đùa với nó làm sao đó mà nó cảm thấy không được an toàn thì nó sẽ hung dữ lên. Hung dữ lên để bảo vệ bản thân nó mà, cho nên là tính tình nó sẽ hung dữ, dẫn đến việc mà mỗi khi các bạn bắt nó thì nó sẽ cắn là các bạn. Đó, nó sẽ phòng dậy lại. Nếu như mà nó cảm giác nó không được an toàn thì nó sẽ phòng dậy lại. Còn nếu như mà các bạn mà nuôi mà chơi với nó mà làm thân làm quen với nó rồi mà nó không thấy cảm giác sợ hãi nữa thì nó sẽ hiền. Đấy, và các bạn bắt nó lên chơi bình thường nha. Vì thế là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bắt một cái con chuột hung dữ lên tay các bạn chơi cho nó quen nha. Rồi, thì đây là một cái con chuột Campbell nha. Campbell thì màu trắng, lông trắng hết, mắt màu đỏ, là Campbell màu albino nha các bạn. Thì đây, các bạn chuẩn bị cho mình một cái hũ như thế này. Đây, một cái hũ, hoặc là các bạn nào không có hũ thì các bạn lấy chén cũng được, to to một tí như thế này cũng được. Đấy, rồi khi mà các bạn dùng tay không á, đối với một cái con chuột mà cực kỳ hung dữ luôn nha, khi mà các bạn dùng tay không các bạn bắt thì nó sẽ tưởng là các bạn làm hại đến nó và nó sẽ xây ra, nó cắn các bạn liền. Đó là khả năng tự vệ của một cái con chuột bẩm sinh từ nhỏ của nó nha. Đấy, đối với những con chuột hung dữ nha, đó thì nó sẽ xây lại, nó cắn các bạn. Đó là nó không có cái cảm giác gọi là an toàn á, thì nó sẽ tưởng là bạn là kẻ thù của nó chẳng hạn. Đấy, và nó sẽ xây lại, nó cắn để mà nó bảo vệ cơ thể của nó. Rồi thì muốn bắt được những con chuột như thế thì các bạn phải đánh lạc hướng nó.
Đó, đánh lạc hướng bằng cách nào? Bằng cách là các bạn dùng một cái hũ như thế này. Đây. Rồi dễ lắm, các bạn chỉ cần bắt nó lên, vớt nó lên. Đấy, nói cho cái từ là gần gũi nhất là vớt nó lên. Đó. Cho nó đi vô từ từ cũng được, còn là không các bạn vớt nó lên. Đây mình để gần cho các bạn xem nha. Đấy. Đó. Từ từ thôi các bạn, không có gì mà hấp tấp cả nha. Từ từ thôi, các bạn mà làm hấp tấp là nó sẽ sợ. Sợ các bạn khó thuần nó lắm. Các bạn phải tạo cho nó một cái cảm giác gọi là an toàn. Đó, an toàn thì nó các bạn thuần với nó, bạn làm quen chơi với nó thì sẽ nhanh hơn nha. Các bạn lưu ý điều này giùm mình. Rồi, xong cái bước 1 là các bạn vớt nó lên như thế này phải không? Đó. Rồi các bạn để lên tay nha. Để lên tay nha. Chứ các bạn tuyệt đối là những con chuột hung dữ các bạn không thể nào mà bắt mà bằng tay được. Bắt bằng tay đảm bảo 100% nó cắn các bạn. Nó cắn thì chảy máu rồi, cái đó là mình không biết nha. Cái đó là mình không hướng dẫn. Ở đây mình hướng dẫn là dùng thêm một bước phụ nữa, bước đệm nữa để mà các bạn có thể bắt con chuột này để lên tay các bạn chơi. Đấy, sau cái bước 1 này, đấy sau mà cái cách mà các bạn đánh lạc hướng như thế này. Đó thì hiện tại thì nó đâu có biết gì, nó tưởng đâu là nó vẫn đang trong chuồng bình thường đó các bạn. Thì các bạn để lên tay. Đấy. Đó, các bạn thấy không? Đấy. Đó, đơn giản vậy thôi. Đây là một cách mà mình thấy rất là hiệu quả, mình áp dụng rất là nhiều trên những con chuột hung dữ rồi. Những con chuột gọi là cực kỳ hung dữ luôn. Con chuột mà mới đẻ con xong nó rất là hung dữ để nó bảo vệ con các bạn. Cho nên là muốn bắt nó lên thì phải dùng cái cách này thôi. Chứ không thể nào mà bắt bằng tay không được. Còn các bạn mà chơi bao tay thì mình không nói rồi nha. Chơi bao tay thì mình không có nói rồi. Nhưng mà bao tay á, thì các bạn sẽ không bao giờ mà làm quen nó được. Tại vì chuột hamster á, mình mà muốn làm quen nó là phải có mùi cái bàn tay của mình, mùi hôi của bàn tay của mình á. Thì con chuột có đánh mùi nha. Con chuột đánh mùi thì nó sẽ quen cái mùi của mình. Đó, và nó sẽ thân với mình hơn. Sau hàng ngày, hàng tháng hoặc một năm chẳng hạn, nếu như chuột nào mà nó khó chịu quá tới hàng năm, không thì 1-2 tháng là nó sẽ quen với mình. Đấy. Các bạn để lên tay như thế này. Và vuốt ve nó chơi nhẹ thôi nha, chơi mà bóp mạnh nó quá là nó hết hồn mà nó say là nó cắn đó. Đó, chơi nó vậy thôi. Rồi. Đây cũng là một cách thường rất là hiệu quả mà hạn chế nói hẳn luôn là khắc phục 100% cái cách mà con chuột nó cắn các bạn. Đó. Bình thường, thấy không? À, đây là một con chuột khá là dữ nha. Con này không hung lắm nhưng mà cũng khá là dữ các bạn. Bắt bằng tay nó có khi nó xây qua nó cắn mình nữa. Cầm beo mà, nó rất là hung dữ. Rồi, vậy thôi, đơn giản thôi. Rồi các bạn chơi xong thì các bạn thả nó vào chuồng và hạn chế là đừng có chơi để nó tay chơi nhiều quá nha. Các bạn chơi với nó khoảng 5-6 phút thôi, hoặc là cùng lắm là 10 phút là cùng nha. Chứ đừng có để nó tay chơi nhiều quá thì nó cũng cảm thấy là khó chịu nha các bạn. Mấy con chuột này nhỏ mà. Rồi, ngoài ra mà các bạn muốn mà làm thân thiện với nó nữa thì các bạn có thể gọi là đưa đồ ăn cho nó ăn. Đó, nếu như mà các bạn nào sợ thì các bạn có thể lấy cây nhíp hoặc là cái đũa gì đó các bạn gắp đồ ăn đưa cho nó ăn thì cũng tạo một cảm giác thân thiện đối với con chuột của các bạn. Đấy, còn thức ăn lót chuồng đồ gì á thì các bạn thay thường xuyên sạch sẽ. Cái về cái lót chuồng này nè, mình nói rất là nhiều rồi nhưng mà mình thấy rất là nhiều bạn suy nghĩ sai về cái thời gian lót chuồng này nha. Cái thời gian lót chuồng này á thì 2 ngày các bạn thay một lần giùm mình. Các bạn nào xài mùn cưa á thì 2 ngày thay một lần giùm mình. Còn đối với những cái lót chuồng cát khác á thì nó sẽ có thời gian thay khác nhau. Cái đó các bạn hỏi shop nào các bạn bán cho các bạn á thì các bạn người ta sẽ tư vấn kỹ cho hơn cho các bạn. Còn về cái mùn cưa này hoặc là kể cả mùn cưa thơm nha. Mùn cưa thơm thì có thể là 3 ngày các bạn thay một lần, nhưng mà mùn cưa thường thì 2 ngày các bạn thay một lần giùm mình. Có nhiều bạn để nó 1 tuần luôn. Các bạn đi, các bạn nghĩ đi, một con chuột ở trong một cái chuồng chẳng hạn như thế này đi mà các bạn để 1 tuần chẳng hạn thì không thể nào mà nó sạch sẽ được. Nó sẽ dơ giấy và sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, sẽ ảnh hưởng đến con chuột của bạn rất là nhiều. Vì thế là các bạn lưu ý là cách 2 ngày các bạn thay một lần để mà đảm bảo vệ sinh chuồng cho con chuột của bạn cũng như là cho cái sức khỏe của bạn đó nha. Đấy, để vậy hôi hám đồ lắm. 1 tuần thì rất là dơ luôn nha các bạn. Mình để khoảng 2 ngày mà mình còn cảm thấy dơ nè. Một tí mình thay chuồng cho nó luôn nè. Rồi, ok các bạn. Ở đây thì mình có một con chuột mẹ trắng sọc nha. Nó mới đẻ con được mấy ngày các bạn. Hiện tại rất là hung dữ nha các bạn. Đây, để cái tay vô là nó khè khè, nó muốn phập mình liền luôn á. Con này nó đang nuôi con nên nó rất là hung dữ nha.
Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho những bạn nào mà đang nuôi chuột đẻ như thế này, nó đang nuôi con như thế này mà các bạn muốn thay chuồng á. Ví dụ như cái chuồng của mình hiện tại thì nguồn cưa đang dơ nè, mà các bạn muốn thay á thì phải làm như thế nào. Thì các bạn không thể nào mà bắt chuột con ra hết, tại vì cái này nó mới được mấy ngày thôi mà các bạn bắt ra thì nó sẽ động tổ con chuột mẹ, dẫn đến việc á là con chuột mẹ nó có thể là ăn con, hoặc là con chuột mẹ nó bỏ con, nó không nuôi luôn. Thì thế là các bạn muốn thay á thì các bạn cứ để nguyên vậy và các bạn thay khéo một tí giùm mình. Thay khéo thay như thế nào mà sẽ hướng dẫn liền cho các bạn xem. Và cái mùng cưa này mà các bạn muốn thay á thì các bạn để cho con chuột con của các bạn khoảng 3 ngày. 3 ngày từ cái ngày mà nó mới đẻ nha. Các bạn nuôi chuột đẻ các bạn lưu ý, các bạn quan sát nó một tí. Thì các bạn canh khoảng 3 ngày rồi các bạn hãy bắt đầu thay nha. Chứ chuột mà mới đẻ ra ngày đầu tiên á thì các bạn đừng có nên thay. Nên bạn mà thay á thì cái khả năng mà nó bỏ con rất là cao. Vì thế là các bạn để 3 ngày từ ngày nó mới đẻ ra rồi các bạn hãy thay nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thay nha. Cái mùng cưa này á thì các bạn sử dụng một cái chén nhỏ đây, hoặc là một cái muỗng chẳng hạn, đối với những con chuột mà hung dữ như thế này nè, các bạn dùng cái chén nhỏ này để thấp quá sợ là nó nhảy vô cái tay các bạn nó cắn. Vì thế là các bạn lấy một cái muỗng hoặc là cái gì đó cao cao một tí, các bạn múc cái mùng cưa, múc xung quanh thôi nha, múc xung quanh. Ví dụ cái tổ nó để đằng kia đi, ở đằng kia đi, thì các bạn múc mùng cưa xung quanh thôi đó. Bây giờ mình sẽ làm luôn cho các bạn xem. Đây các bạn múc mùng cưa xung quanh thôi nha, múc từ từ nhẹ nhẹ thôi. Con này nó rất là hung dữ nha các bạn. Thôi mình xin phép mình sử dụng cái chén lớn hơn nha các bạn. Đó, nó hung dữ lắm các bạn. Mấy con chuột mà nó mới sinh nó đa số là nó hung dữ nha, nhưng vẫn có một số con là nó hiền. Mấy con chuột này là mình đã nuôi được khoảng 4 ngày nha các bạn, 4-5 ngày rồi. Hôm nay mình mới dám làm video chia sẻ cho các bạn nha. Đấy. Các bạn cái chỗ nào mà dơ lắm á, thường á là mấy con chuột cái nó đi vệ sinh ở một cái góc nào mà không có, nó không làm tổ á thì nó sẽ đi vệ sinh ở một cái góc đó. Còn góc nào mà nó làm tổ rồi thì nó sẽ không đi vệ sinh lên con ở đâu. Đấy. Ok chưa? Đó, các bạn múc ra từ từ nha. Và cái mùng cưa mà ngay cái chỗ tổ của nó thì các bạn để lại, chứ không múc ra hết nha. Các bạn múc khoảng, ví dụ như cái mùng cưa ở cái chuồng này là 100%, thì các bạn múc ra khoảng 70% thôi. Và các bạn để lại cái mùng cưa cũ khoảng 30%. Đặc biệt là cái mùng cưa ngay cái chỗ mà nó làm tổ á, thì các bạn để lại khoảng 30% mùng cưa. Rồi, sau đó các bạn lấy mùng cưa mới, các bạn rải vào. Rải vào từ từ đều hết. Đó, đó là cách mà các bạn có thể thay chuồng khi hạn chế cái việc động đối tổ của mấy con chuột hamster khi mà đang nuôi con nha các bạn. Đó, cái cách này thì mình có làm một cái video chia sẻ cho các bạn rồi. Và có thể là có nhiều bạn chưa xem video đó của mình nên là hỏi mình rất là nhiều về cái vấn đề thay chuồng này. Thì cái cách này dành cho những bạn nào mà không có biết canh cái thời gian mà con chuột đẻ là khi nào á, thì các bạn có thể sử dụng cái cách này để mà thay chuồng, để mà hạn chế cái việc là cái chuồng nó bị dơ quá, ảnh hưởng đến sức khỏe của mấy chuột con và chuột mẹ nha. Đó. Rồi các bạn thay khéo một tí nha. Cái quan trọng là các bạn thay khéo một tí, hạn chế động đến cái tổ, và đặc biệt là cái thời gian mà các bạn muốn thay chuồng đó là khoảng 3 ngày từ ngày chuột con nó mới đẻ ra nha. Đừng có thay gấp quá thì sợ cái tỷ lệ mà con chuột mẹ nó bỏ con rất là cao. Rồi thêm một điều nữa mình muốn chia sẻ luôn trong cái video của ngày hôm nay về con chuột sinh sản này á, là có nhiều bạn hỏi mình đó là tại sao mấy con chuột của bạn á nó đẻ con ra nó ăn luôn, hoặc là nó không nuôi con nó bỏ luôn đấy, không còn một con nào luôn đó. Đa số những câu hỏi mà những bạn đã hỏi mình á thì mình đều hỏi lại một câu là chuột của bạn mới đẻ lần đầu phải không, thì đa số những bạn đó nói là phải đó. Thì theo mình nghĩ là những cái con chuột cái mà nó mới đẻ lần đầu á thì nó sẽ không biết nuôi con các bạn. Nó sẽ không biết nuôi con cho nên là nó ăn con nó luôn, hoặc là nó không có nuôi luôn. Đấy thì nó không biết mà cho nên là nó sẽ không nuôi luôn. Và nó đẻ lần thứ hai hoặc là lần thứ ba trở đi thì nó sẽ nuôi con là ok hơn. Đó, theo mình nghĩ là như vậy. Thì vì mình thấy đa số các bạn hỏi mình câu hỏi đó đều là những con chuột nó mới đẻ lần đầu thôi. Đó, vì thế là các bạn cũng đừng có buồn. Hãy các bạn nuôi ghép cho nó thêm một lần nữa. Và lần sau hoặc là lần thứ ba trở đi thì nó nuôi con sẽ ok hơn nha. Rồi.
Và video của mình đến đây cũng đã dài rồi, và mình sẽ kết thúc video ở đây nha. Và nếu như mà các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại cho mình một like như là một subscribe để ủng hộ mình ra nhiều video và chia sẻ hamster này cho các bạn xem nha. Và hiện tại thì thức ăn vật dụng lớp chuồng lồng các thứ các kiểu mình đã có hàng là đầy đủ hết rồi. Các bạn đang mua hàng gì đó thì có thể tham khảo giá ở trên trang web tối ưu cần.com của mình, hoặc là đặt hàng trực tiếp trên Shopee luôn. Hay đường link đó thì mình để dưới phần mô tả video này nha, hoặc là nhắn tin trực tiếp qua Facebook đó ưu cần của mình cũng ok luôn nha các bạn. Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.